thứ này. Đi, con kéo ra. Con kéo ra cho mẹ. Nặng quá. Tròn 3 tuổi. Cho nên là mẹ Trang tặng cho Nì một cái chiếc xe đạp nha. Nì có thích không nè? Hả? Nì tự ráp xe đạp được không? Ồ, wow, hay vậy ta. À, mà Nì có biết đạp xe không? Có. Có hả? Biết luôn hả? Ok, bây giờ chúng ta sẽ khui hàng chiếc xe đạp này nha. Ok. Trời ơi, Nì mở đó hả? No, không phải mở như vậy đâu. Không phải mở như vậy đâu, con mở như vậy dơ lắm. Đây, mình sẽ tìm cách mở cho Nì nè. Tạo à, mở sao ta? Mở sao vậy? Thôi mẹ, thôi mẹ của Nì nhé. No, 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 Nì đừng đầm, con Nì đừng đụng vô. Cái này nó nhỏ quá nha. Wow. Cho con đi, cho con vô đi. Gắn ở đâu? Cái yên thì gắn ở đâu? Cái yên để gắn ở đâu vậy? Ở gắn ở đâu vậy? Ở đây. Ở cái gì? Để khóa cái bánh lại chưa có chạy được á. À, để trang trí cái bánh nha. Ok, mẹ gửi cho con nha. Bữa nay là Nì 3 tuổi rồi. Nì 3 tuổi rồi. Nì 3 tuổi hả? 3 tuổi rồi. Mẹ, cái này cái gì? Mẹ ơi, mẹ ơi, cái này gửi đâu vậy? Cái nào? Ở đâu? Cái đó ở đây nè. Đợi con đợi một xíu đi nè. Mẹ, có cứ xe đạp bự quá, không biết thì chạy được không nữa. Mẹ có chạy được không ha? Được không mẹ? Mẹ, cái đó đâu phải làm vậy đâu. Cái gì? À, cái gì được gắn ở đâu vậy? Được gắn ở đâu? Ở đây nè. Mẹ, đẹp quá. Đẹp không Nì? Đẹp, mua cho Nì. Rồi Nì bấm chuông đi. À, bấm chuông đi. Rồi chở con về, con sửa gì vậy? Trời ơi, cái tướng sửa xe kìa.
Sửa xong chưa cô nương? Chưa. Này. Cô nương. Này. Cô nương. Này. Cô nương mà. Này mà. Cô nương này. Này này. Chị này đâu mà cô nương? Chị hai ha. Chiếc xe đạp ai mua cho này? Mẹ Trang. Ai gắn xe đạp cho này? Bác Quân là mẹ Trang. Đi xuống đi. Hả? Xe đạp có ai đẹp quá vậy? Wow, trời ơi, xe đạp của mày đẹp chưa? Đó, đạp được rồi đó. Trời.